loại thế cái quần luôn. Sách này được. Cái chân này có ai không biết cái chân gì đẹp. Em xin chào cả nhà. Hôm nay mấy anh em mình lên ruộng rồi. Hôm nay thì ở dưới kinh. Giờ mình đổi hướng lại mình lên ruộng. Chuẩn bị cho cái bữa cơm chiều. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Tôi lụm được con cua rồi đó nghe. Con đầu tiên. Cô bỏ bỏ bọc rồi. Cô cái. Rồi đây rồi dấu ếch. Bỏ nó lát này nhắm nó trong này. Rồi, đây còn con ếch hay ổng không? Ô, cua bự tá. Thật. Hai vợ chồng. Bữa nay chắc làm món ăn được cua nữa. Mà xích lan đi biết rồi đó. Trên trên coi bên bánh chưa. Móc móc cái lỗ ra coi bánh. Thọt thọt cái con ếch phải nhảy ra. Móc lỗ đi. Móc lỗ cái bên này thọt thọt qua là cho nhảy. Có là nhảy ra. Cái tay tôi đút qua đó nha. Để lấy tay ra đi. Thôi chỗ luôn rồi. Coi còn cái vách nào nữa không. Dứt rửa cái anh hai. Dạo dạo đã. Dạo dạo. Lên chưa? Wow. Ui. Wow. Quá đã rồi. Quá em. Rửa cái cho sạch sẽ coi cái tình trạng coi đẹp trai hay là xấu quắc nè. Thành quả đầu tiên là con bự quá. Đàn hàng cả nhà ơi. Được con đầu tiên rồi. Cái. Ô vô. Thả cho nó phóng 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 coi. Ô rồi có tung tung rồi đó. Rồi mình đi bắt cua. Tung tăng rồi con đầu tiên. Con ếch đầu tiên. Đây quá. Chưa thấy ra mà thấy đục ngầu nước à. À đục ngầu nước hàng bự quá nè. Đây có hàng nữa nè, hàng này cũng bóng nữa nè. Rồi không có. Giới thiệu làm quê trời. Cái gì? Con á. Tôi tiện hàng chết. Làm gì không có nướng. Thấy sao? Có phải không? Có phải không? Có thật chuyện rồi. Hàng đó nó không ở rồi, hàng ở hàng trên. Hai hàng cái bên đó, hàng dưới không có thì lên trên thôi. Bự nhỏ. Trời bả lửa luôn. Rồi, à, rồi, rồi rồi. Bự luôn. Cứu luôn rồi. Quá rồi. Tới nữa rồi. Lên hàng lớn nhà ơi. Trời ơi, đồ thích đực. Nó thiệt chứ tôi buồn anh dữ dằn lắm đó. Thích đực. Nói đâu bự ai ngờ. Cứ bà lớn ra cho khẽ coi, cho xem mặt coi. Ít không bự hả? Giờ lên đây nha. Ô con ít đực cả nhà ơi. Chà bá lửa. Cái này béo. Đúng không? Đúng rồi, bắt không được nữa nè. Cái này đang cắm nè. Chỗ này có rau muống nữa nè. Lát mình hái mới rau muống nữa. Này rau đồng. Non quá non. Đúng không? Đúng chưa? Đúng rồi, kéo lên luôn. Ôi, ôi. Ôi trời ơi. Còn nó vàng ẻo kìa. Ếch cái mà. Ếch cái gì vàng không thần. Rửa cái. Rửa cái coi cho xem mặt cái chị này có đẹp gái không. Đền hàng đó cả nhà ơi. Cái nè. Đâu cần nhìn nó đâu. Cầm vuốt về không biết ếch cái rồi. Anh không hay lắm đó. Anh được ếch cái là anh chỉ cần anh gờ là anh biết à. Mai mốt mặn gà là bái anh làm sư phụ mới được. Giống như mà đàn bà phụ nữ anh gờ ngang là anh biết là đàn bà biết cái là được. Rồi biết sao biết không. Gà nãy nhắm cào à, này gà thử coi. Nhắm cào có được cái chân nhất à, ngồi ít cái nhắm cào đây à. Rồi rồi, nhắm. Thấy có bộ. Không, cái đó là cái gọi là không, mình nhìn tới với cái đó là mới biết rõ thôi, còn như kia không nhìn á. Không nhìn luôn, cầm vô là biết luôn. Vậy là quá siêu rồi. Nên móc thử ra trời. Không biết có ở đây. Trường, trường mình là bắt cua là chắc cái lỗi 100% đó. Con cua nữa. Đây có hàng.
cua cà cần hả vậy? Không. Đặt cho em coi coi. Ừ. Dạ. Chắc có ếch hả? Bắt đi. Có hay là không có nói cho biết chứ chắc cái gì? Sao? Lấy không? Con cua nữa nè. Thấy ổn không? Ổn ở đây kêu thùng đi lợi. Đợi con cua nữa hả? Bữa bữa thì nào đây? Dạ. Tào tào đi. Khó bắt dữ lên. Ổi cua à. Cặp ổi nè, ổi nếp. Ổi thì con lắm nè. Được cua luôn nè. Cua đực. Rồi cua cái nằm đâu? Cua cái nằm ở này. Đây. Thôi thôi cái gì cái với anh trợn lần. Lắm trợn là nó cua. Lấy cặp không á. Cái cua nè, nãy đực đây cái nè. Là con cái bên này con đực bên này. Ở phòng riêng tạo. Ở phòng riêng. Con không lợp. Ây da. Ớt đó kìa. Kìa con ớt luôn kìa, bỏ hết vô. Có luôn vậy đó hả? Dễ ăn quá ta. Được cái. Cái. Bây giờ là cái nhiều đực mất hết rồi. Không có nữa. Còn bốn lực mà. Tại anh Hùng anh phải cái. Cái bốn lực nè. Bốn lực. Cho thấy hình cua đực hay cái đẹp trai xấu trai. Ủa vậy nhìn giống cúm rồi vậy. Rút lại. Ôi chín ngón. Cục ngón nữa nè. Lại đây hai thằng nữa. Số số rồi. Bạn hả? Bạn nữa rồi. Bạn của làm trường. Cục ngón gặp cô cũng cục ngón nữa. Bắt được. Ôi lắp xuống kìa. Kìa. Ôi ôi. Ở đâu vậy? Kìa. Bắt lẹ đi xuống. Giữ luôn rồi. Con cua trong đó kìa. Lên, lâu kín. Vô bịch luôn. Chút nữa mình làm món luôn. Ở dưới kìa cũng có mấy con dưới rồi. Đấy, mình đi vô đường về thức đi. Đi trong lố này. Ấy dạ. Đâu mà lóc xuống ta. Nghe ôi, đây cái nè. Đường nước bơm. Hả? Ừ. Lằn dấu từ tút gần kia hả? Ừ, nó trang chỗ bụi chuối gì đó đó. Nó lên đây nha. Ừ. Cái giờ vô là biết được cái liền người ta. Ếch này bự hơn nãy giờ. Bự nhất luôn hả? Ừ. Khủng luôn rồi, lên hàng khủng luôn rồi. Thì mà nãy giờ lâu rồi chưa có lên ếch. Rồi con ếch tập tạ. Ếch cái màu này giống ếch nuôi quá ha. Đồng nghiệp. Đồng nghiệp. Ở nhà nhìn thấy không? Nhìn thấy cái ngón đó với ngón tay của anh Hùng không? Nè đồng nghiệp. Ông mà bắt cua đồng nghiệp không? Bắt ếch đồng nghiệp. Cười. Cua rồi. Đụng cua không có hết nằm đâu. Chạm ở trong á, nó nằm dưới cua á. Lấy cua lên trước đi rồi mò con kia sau. Cua này bự nha. Đực cái. Tắm cho nó ra cho sạch sẽ cho em coi nha. Cua mình bỏng quá bỏng rồi. Cua có... đực. Cua đực. Cá rô nữa nè. Càng bự kìa. Cho em coi cái nó cái cua kìa. Cua này nó ú hơn cua dưới sông nha. Mập hơn tôi nữa. Rồi, con này chúng nó lấy gạch. Đúng rồi, đúng lấy gì đây? Con này chúng nó lấy gạch nghe là thấy nhiều mà. Thường là có con cua thì ở ngoài ếch ở trong. Không, không lắm. Rồi nó cút xuống dưới nữa rồi. Chúng nó còn làm thử. Rồi, dính nè.
cái gạch cua lên, lên luôn đi. Con cua ngách này bự nè, nếu nó chậm hai cua cung tay luôn rồi kìa. Con cua bự mà có mình làm nhẹ nhẹ em, nương cho mình nương cho nó lên á. Mẹ này nhịn ơi. Ôi ôi, mình nương đây, cho đây, đây đây cho mình làm mình nhịn nó cái cây, mình thấy cái cảm giác bắt cảm giác cầm ếch như thế nào sớm giờ tặng cua đó. Không phải giỡn làm hàng nữa em ơi. Hồng sớm giờ là ảnh cái bắt cực khổ lắm nè, vàng khè luôn. Cái hả? Đực đực cái cái đực cho đực cái gì cũng là con ếch. Ô một cọc luôn đúng rồi, đi tiếp chút mà cái mệt rồi. Nó móc lên. Ủa, sao sao bọt dưới ta làm quá à. Móc dưới. Còn anh Hùng nè, hang ếch kìa, con biết sao đây. Nó nằm nằm ngay gốc cây không ta. Dính nè, dính nè. Có luôn hả? Rồi, được rồi. Ếch này bự à. Nó không kia. Nó hơi chuột. Ăn gì ếch hay chuột gì nữa. Nó ăn chuột. Ông trời con ơi. Thấy được cái gì ếch ếch gì chuột chuột cũng nó tới đâu rồi. Đó người ta móc chuột dính rồi mà nó móc dính con chuột. Đúng là ca sĩ nó làm trường thì. Thủ rồi nó bay nha. Bay ông nội tôi lên hang khô lên trên này nè. Đó, à. Đó đó đó. Rồi. Hay quá. Ôi con ếch đực. Thôi nó buông. Còn ếch cái không? Đó là mình trúng mồi nữa rồi đó. Đâm trường bắt trúng mồi luôn. Trúng mồi luôn. Ở đợi. Ê, ở đó bắt nó dài mấy cua nữa coi. Ở cục cây. Dính. Ồ, vừa bò luôn rồi được. Con này cũng vừa ăn quá nè. Vừa ăn quá. Cho em coi coi anh. Con bự ha. Cái. Ta băng băng qua cái lên tốt trên luôn vậy. Em cá dính luôn. Ô nhỏ. Anh Hùng bữa nay anh chảnh nó chơi. Con ếch bự lớn mà nó nhỏ. Em coi nè. Ếch cái nè. Lớn là nhỏ. Ếch bự lớn nó là nhỏ đó. Chảnh. Anh đàn ông phải đàn bà anh chảnh còn dữ. Nhức nách nữa rồi. Thôi. Wow. Ủa, con ếch đực. Ở xa thấy màu vàng là biết ếch đực rồi. Trốn con có khỏi mà trốn hoài. Đâu rồi con? Trên đường đi về. Dễ vậy, dễ gì vậy? Ôi, dịch lao. Ốm, ốm, lao rồi. Lao, bóp bồ câu tới hở không? Hở thưa không? Bồ câu á, cầm bồ câu á. La không nổi luôn rồi. Thả đi, ấm quá rồi. Quá ấm. Ở bên tôi cái chạy tôi ốm thôi, chậm giật bỏ không tôi. Thấy ghê chưa? Có khi nào lỡ chớn không? Đi luôn không? Lớp cái quần. Coi ca sĩ làm trường kìa. Ủa tao có hàng mình ra hả? Bốn người. Mấy mình em mình giờ ra ghe rồi. Bữa nay mấy anh em mình cũng có chuẩn bị được một mớ rồi nè, đi cũng một cả buổi vậy đó, giờ về chở về ghe được cái thành quả được bao nhiêu nè. Cua anh cua cũng mười mấy hai chục con vậy đó. Hết cũng mười mấy con vậy đó. Rồi dưới nãy mình mò được mớ cá rô nữa, có cá rô luôn kìa, cá rô nữa nè, gỗ lau kiến rồi đó. Rồi bây giờ được mấy món gì, giờ mấy anh em mình tính làm sao nè, chiều nay mình làm cái món gì để ăn nè. Dạ, được. Úc cô là tính làm gì? Ủa, mình là ăn xào me đi. Xào me phải không? Dạ. Rồi cái kiến tính làm gì? Đây thì mình lột ở đây rồi mình hấp với lá cầu găm đây rồi đổi vô cầu găm đây cho gấp ra để cầu găm vô. Nó cho nó thơm thơm á. Ừ. Còn ếch mình có món rồi đó. Đọc bầu. Ếch thì hấp với đọc bầu nha. Bữa nay mấy anh em cũng có chuẩn bị rồi hai cái bó bầu nè.
Rồi vậy là mình làm ếch hấp tột bầu ha. Rồi các cá gô thì mình chút nữa mình chiên sâu. Cá rô giờ thấy cá gô thật là dây á. Mình nhớ cái cảnh mà nó nước lên rồi. Quá văng. Nước lên đó. Đặt cái sợi dây một cái thôi. Đụng vô là găng. Còn nước gì rồi nè. Là có đi với cái ông chú ở trên Ô Long Vĩ, ông đặt sợi dây dở lên cái 1 ký, 2 ký. Vậy ha. Mùa nước cấp mà nước mới lên nghe mới có nha. Thả lắm mà cá gô non không à. Cái gô đó ăn mềm. Cá gô lớn này không có. Cái gô đó có bữa thì hết lại. Cá đầu đó cho nó mềm ha. Mềm mỏng. Kho trái giác ha. Đúng rồi. Giác đây không thấy nè. Có nha. Kho lạc cái bỏ dầm trái giác vô, bỏ trái giác vô. Cái này mình chiên thù á, nhìn thấy nó bung ra lên thấy đẹp quá nè. Mới để vô mà nó bung lên sáng sám. Ở đâu mà được cái dũng nãy tát nãy. Bây giờ mình ăn một bầu chứ hồi xưa đâu có ăn phải không? Bông bầu bò, bông bầu bò không ăn. Hồi xưa ngắt cái đâm kèo là giật xong chứ đâu có ăn. Giờ ăn được rồi kiếm không ra. Giờ lắm mắt. Giờ mắt đi ra cái linh vậy. Thiệt nhớ rồi đó là mà trồng bầu là người ta ngắt bỏ ta giục không à. Ngắt cho nó đâm kèo khác á. Giờ gì đâu mà mất tiền luôn. Giờ mất hơn cái linh. Đọt bầu nè, đọt mướp nè, rồi bông... đọt bí. Bông mướp nữa, bông mướp ăn cũng ngon lắm nha. Bông mướp không có đồ ngon. Có đủ đồ ăn. Nhất là đọc bí ăn mùi lắm. Ăn thơm. Bầu này cũng thơm cái lá này nè. À, mấy đọc bầu này là mình làm nhiều món hấp luôn á. Hấp cái gì đó. Hấp gì cũng ngon chứ. Thơm gì lắm. Cũng làm được chứ. Cái nước nó thơm. Đọc bầu nói chung là hình như là nó hảo cho cái vụ mà làm cái mấy cái món hấp á. Đúng rồi, mấy hấp á, nó hảo lắm. Ái mộ cái chương trình mưu sinh miền quê này hôm nay cũng được thực tập rồi, thấy cũng vui. Thấy đời sống anh em nó cũng là một cái phần nào đó như cuộc sống chúng ta là hồi xưa thì không có, bây giờ thì nói chung đã trải qua thì nó thấy rất là vui. Anh em có coi kênh ủng hộ rồi follow đăng ký kênh rồi có gì mới mình lên tiếp cho anh em coi. Mình cũng như các bạn vậy đó. Mới thì cũng coi về cũng thích, cũng đi trải nghiệm rồi để biết cuộc sống như thế nào. Vui không nổi, cực muốn chết. Mình nhờ ngay, mình nhờ cái tôi hai tôi thợ chính làm rồi, mình sợ khổ mình ngã ngoài. Đang chuẩn bị đánh nước me hả? Me, đánh một me. Đánh nước me là chuẩn bị mình xào cái món cua. Thì đang thử bật cái tỏi xì lên, bây giờ mình đưa cá lô kiến vô. Đó là cái nước mình hấp luôn nó ngon. Cá lô kiến nó còn thấy ra nó nhất à. Đông đông đông. Thôi. Nhảy 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 nhảy. Nhảy đi nhảy đi. Nhảy đi. Tăng tăng. Tăng. Nhột. Đó. Ôi vô nó thơm hay kìa. Chảy nước miếng. Không chảy thôi. Nhà ơi, nếu mà ai mà có cái cơ hội để mà có lẩu kiến á thì làm thử cái món mà cá lẩu kiến mình lọc da ra rồi cái mình mở tỏi. Thử mở tỏi này sau đó là mình hấp với rau gầm đi. Là sẽ biết cái mùi vị là nó ngon cỡ nào, đặc sản của miền Tây mình luôn đó. Đây là nó trong cái nước suối nè, nước lọc nha. Nước lọc chứ không phải nước sông. Thì cũng cảm ơn một số bạn gì đó là quan tâm đến sức khỏe của mấy anh em mình, nhưng mà cái nguồn nước ở trên sông này á rất là sạch chứ không phải là dơ, nên anh em mình đây là mình làm mình rửa rồi là cũng bình thường, à không sao hết trơn á. Nấu là nấu nước này, còn nấu là nấu nước bình á. Này móc bình mình có móc gạch cua làm gì á? Móc gạch cua sấy cho nó thơm, nó vàng đẹp ngon. Mà này là lấy theo phong cách của hồi xưa nha quý vị. Lấy cái càng luôn chứ không lấy cái muỗng. Rồi. Gạch cua nó béo lắm luôn á. Nè hai bếp luôn rồi.
tôi đâu có ngứa tay cho chọt chọt cái. Ô, giật vô thơm quá ha. Ôi trời ơi, thơm mà ngọt. Vừa luôn chưa? Vừa luôn anh ơi. Hấp rồi, hết rồi luôn đây. Không để rau găm vô nữa là nó không phất luôn. Cái này mình có để một số tóp mỡ vô nữa hả? Ờ, cho nó ngon. Ngon luôn. Không ngứa tay lắm đó, chứ rồi, không phải không ngứa tay đâu mà. Lại miếng này chút nữa mình để lót con cá nó thơm. Cái này mình để rau găm vô có ba cái nước này nó sẽ thơm hấp luôn á. Vô với cái con cá lục kiếm rồi. Tại biết sao không? Nãy giờ mà không được chuyện gì chứ giờ quậy chai được không? Công nhận bữa nay tôi khỏe thiệt anh chưa? Ngon. Không có bằng à, không có bằng đồ ăn. Nói vậy chứ cái ớt để vô nó cũng khử mùi cái tanh lắm nha Hồng Sơn. Ừ. Mình ăn ớt không được, để ớt vừa vừa thôi nha. Anh ăn ớt thằng Thánh không à, ớt thì ăn đâu được. Thịt khói luôn. Rồi lên khói luôn. Quá lên màu ha. Hai bữa cơm. Bây giờ thì mấy anh em mình cũng có chuẩn bị mấy cái món đã xong rồi nè. Đây là tiên biển. Còn có 5 món nè. À, ớt nè, hấp đá bầu, cua gan me với tép mỡ, cá khô chiên xù, đậu kiến hấp với rau găm. Đây là nước cá đậu kia, nước bầu nước bầu ngon lắm. Đây là chai rượu thằng Thánh. Thằng Thánh nữa anh chưa giới thiệu. Ớt ớt độc quyền phân khối, ớt xịt khói vậy. Đây là chai rượu nè, ba anh em mình cũng làm trương trương, bữa nay có người hâm mộ đi theo hả? Rau để mình ăn sống, ăn kèm. Mình chuẩn bị là bông súng với bông điều điển. Chấm cái gì cũng được. Bông điển này có 15 cà mà bọc cho bay lớn nha. Bọc cho bay lửa. Đây chứ anh bữa là sẽ lên giá. Anh biết là giá ngay mất tiền ngay ngày nào không? Không biết. Năm cái gì? Ở gần tới rồi. Năm là bánh xèo phải không? Bánh xèo. Bánh xèo có biết. Mình mua điều điển mình. Mua thủ sẵn thì bán. Đấy rồi. Héo rồi, rồi lại đặt quyền cái gì. Bán cộng á. Không có đâu còn bông nữa đâu bán. Mời cả nhà dùm cơ. Mời cả nhà nhậu. Rồi giờ có ngủ ngay. Đây mời hai nhân ơi. Vô. Mời cả nhà. Ăn thử không? Cua tép mỡ gan me coi. Chua chua ngọt ngọt. Đúng rồi. Ngon. Còn đâu còn làm ăn hết rồi. Trời ơi. Ồ, cái này bắt dữ nha. Bắt dữ à. Nè chấm với là muối ớt chanh hả? Ừ. Miền quê thì muối ớt thì ngon rồi. Đây là mình mời khán giả hâm mộ nè. Đó, mời cho con ớt. Trời, cảm ơn. Chấm cái coi. Cảm ơn. Chậm chậm thấm ra mới được. Thấm. Thầy cho biết cái mùi vị của do của ca sĩ Lâm Trường làm như. Làm quá. Dai, ngọt. Mà kèm theo muối ớt vừa ăn nữa. Im nha. Mua cần thấm được phải không? Ừ. Đợt sau là có đi lâu nữa thì mình làm món khác nữa. Này mình dạ. Trứng cá đục kiến. Ớt, ớt còn ngon lắm. Ớt đồng rồi, dai rồi. Ớt còn chấm chấm muối nữa. Quay không thấy nè. Ăn miếng mỡ, miếng chua có cay. Ớt đồng là dai ngon ha. Ừ. Rồi, hai cái giờ. Hết trái luôn. Ớt cái giòn giòn nè. Bây giờ mình chan cái nước nước bầu nè. Đó mình nãy nó làm vừa ăn thôi, mình muốn ăn mặn vô vô. Thơm. Bảy cái gô xin cầu cái. Cái gô xin cầu cũng ngon ha. Để đã rồi. Để cái nguyên cái bầu. Ngon. Rồi, mình vô cái nửa cái đậm miếng mồi lông kiến đi.
vô. Có được tay ba nha. Không còn tay hai. Nát vụ hết. Cái mình lọc vỏ bây giờ mình lọc da ra giờ thấy ngon quá ha. Bạn ăn có giờ tay không? Có giờ tay không, trộn rau găm mình gặp vô nên ngon quá, không thua cũng như ná ớt xé rau găm như ta thịt cũng dai lắm. Lọc kén là hấp rau găm nó thơm lắm luôn á. Ừ, thơm cũng ngọt luôn thôi, uống hết hết chị ngủ người ta là sao, đỏ mạnh vậy á. Này cái gô chín giòn cũng giòn ngon quá, béo quá. Trời mạnh đi bạn, ăn đây có việc mình ăn thoải mái bạn. Ở đây thế gì chứ, ngại. Đồ ăn dư dả lắm. Ừ, nhìn Hùng ăn không? Ăn rau ăn thành tiên. Ăn vậy mà anh không có lên tí nổi, anh còn ốm nhôm nữa. Cái này mà không cho anh ăn, anh còn ốm cỡ nào nữa. Ông bạn này ổng mới ngại nha. Cái lục kiến hấp rau găm là món này lâu quá chưa có ăn, ăn thử thử rồi. Cái mùi rau găm nó thơm cái con thích luôn á. Ăn rau kiến hấp rau găm này kèm thêm trái ớt nha. Ngon. Không, thấy sao là thơm rau găm quá chảy luôn ha. Không ngon hung quá. Trái ớt nữa. Cái món cá lóc kiến này nó cũng giờ nằm trong cái món đặc sản của dân miền Tây mình đó. Đúng rồi. Dạ. Trứng này mình đã mà. Trứng bùi. Trứng ngàn nó bùi bùi á. Lóc kiến cái trứng ngon. Cái đậu béo. Đúng rồi, cái đậu nó béo dữ lắm, béo á. Mà bữa nay có cá đã ha. Đậu. Lúc đầu á là mình đi hình như hơi bị thất á. Mà được cách bự có chập sau đó nhiều vô luôn giữa đồng nội ở trong á. Cũng vô nhà vô được mấy cái lùng á. Vô ốc đây. Nuôi nhà mà vô cái nước cũng chặn chặn. Vô. Không cảm giác như chăn thanh gió mát chỗ này này. Thứ gì mà chịu nổi hả? Dưới bóng cây này làm riêu riêu cái này xị ra ngon lắm nè. Ừ. Nhà nhà rồi ha. Đi làm xong có thành quả về ăn uống này. Nồi chay rồi ha. Đòn dập thịt mỡ vô mới ngon. Tuy là nó không có tốn nhiều tiền nhưng mà đậm chất hương vị của miền quê nha. Thấy là mai nè mình chọn cái địa điểm làm mình ăn buổi chiều đây đúng điểm luôn. Cái cậu đóng luôn kìa. Vô sông rồi ha. Giữa sông luôn rồi. Ở giữa sông luôn. Ở giữa sông nhưng mà rất là mát á. Ở trên có cây, cái bông cây. Con cái bông cây. Rồi giòn dữ ha, ngang rúp rúp dữ vậy. Ngon. Ngon. Có gồm bắt ôm cái đàn, ăn cái đầu. Cái đầu không gỡ, mình câu sau mình dẹp đỡ mình mới đúng thôi à. Đúng cái đầu thôi à. Cái hết ngon quá. Ăn phải rốt rốt gì mà cái này cũng đã. Hết thì này, này còn gì bằng. Ít trồng á, mình ăn nó ngon mà nó ngon. Ngọt, nó thơm hơn, có ít nuôi nhiều lắm. Ít nuôi mà chợ mua nó tanh lắm. Gán ăn đi, mình không có ăn đâu, mình ngán lắm rồi. Nó cua đó anh. Mà ớt này như là nó chất dinh dưỡng đạm, hàm lượng đạm nó cũng cao lắm đó nha. Đạm cao. Thấm. Cua gan me với tép mỡ. Món này thì nhâm nhi lai gai là đúng sách vở. Uống bia mới ngon đó ta. Bia mới ngon. À, đúng, uống bia nó mới sẽ ngon hơn so với mà mình rượu đế. Tao mà rượu thấy cũng ngon nữa tại vì có bia đâu uống. Mình bới tép mỡ nè, chua chua mặn mặn ngọt ngọt đã. Gần nước nữa không sợ. Bữa nay mồi nhiều mà. Cái việc mà nhậu thoải mái là mồi còn dư. Thấy đơn sơ mà cái món cua sợi ra gan me này là xào me này là quá ngon. Ếch hấp đá bầu này cũng ngon nữa. Lô kiến nè, cái món nào cũng ngon hết á. Món nào cũng đặc sản cả. Bữa cơm đi, cho ông bác đi. Cá lô kiến. Chính cá lô kiến là cặp với rau găm. Ít nhiều. Thì vừa thôi. Rồi gấp đồ ăn. Cho ăn gấp đồ ăn với trời với cơ đại chén thôi gấp.
ngon quá, ăn hết chén rồi ha. Có trứng cà kiến mà cặp với rau răm ngon. Rau răm không chấm với ớt không? Cái rau găm mà dễ trồng lắm à. Nó cái dễ nó làm màu lên tốt quá. Chén này ở nhà quá ngon. Đúng rồi. Ăn đi quý vị nhìn đi. Cây của nhà mình đấy. Cái món nào có tùy theo chợ rau găm nó bắt không bắt, ngon không ngon. Cái hồng trình lộ mà nếu mình ăn mà không có rau găm là ăn không được ngon. Đúng không? Đúng vậy. Phán đầu rồi. Phán đầu cho anh xuống rồi phải không? Phán đầu thì ăn đầu đi. Giờ giờ chúng ta đây người mới ăn hết. Ừ. Nó ngại phải không? Đang mắc cỡ. Cái gỗ còn sống nhảy luôn. Đấy, nó có cho bạn mới mình thấy. Hả hả? Ừ, bạn mới mình hết rồi. Cũng màu quá. Con kiểu này hư gụ hết rồi. Ừ, cái này đi bạn mới về nó đồng dữ nghe, nó đeo đầu ếch rồi quá trời nhiều luôn rồi. Thật ra mình đi có đi bạn muốn mình cào đó, mình có cào đó, muốn ăn tép thì mình cào tép cho bạn ăn. Cũng chia ba chứ dễ gì không ừ. Chia. Của mình nè, tới mình đi chia nè. Chia nè nó 1 2 3 4 5. Đó. Rồi nghèo ăn vào kiểu vậy. Thì cụ mới lại uống màu quá ha. Rồi, vô nè. Chai rượu uống có 5 ngày vậy. Ngày đó. Vô. Rồi, có bạn mới này cũng mới hết trong thôi là bữa nay là chắc con ngày mới đúng quá. Cỡ gặp rất vậy. Nát rượu hết rồi. Người ta uống dở. Dạ? Nhiều nhiều là ngày ít hao rượu. Bạn mới này mới hết chai trong thôi là rồi. Đây. Canh còn với bạn. Sao mà găng me nó dọn dữ ta? Ai biết. Còn thôi cũng như là mình chuyên dọn luôn á. Ngon không? Dài dài. Chăm chăm luôn á. Ủa nó chạy. Thêm dầm nữa. Được rồi. Ăn ớt nè. Ớt này là có người để da, người không để da. Đúng rồi, cá gô nè. Cá gô chiên xù. Đây, thế là mình không thích ăn da thì mình lọc da mình ăn, còn ai thích để da thì để da. Nhưng mà để da làm công phu lắm nha. Không phải sạch. Chấm nước sôi thì chà muối vô tùm lum. Đây là xả chà sạch trắng. Mạnh lên chứ. Mạnh lên. Đồ ăn còn nhiều quá mình ăn chỉ tới giờ chứ không việc nổi. Mình ăn cua đi. Có kèm ớt nữa nè. Giòn ha. Cái ngoe ngoe chọi chọi. Cái kiến ngon quá mà ăn không hết nè. Thơm quá thơm kiến rau găm á. Đầu mình cặp miếng coi rau găm vô đây. Rau găm để vô đây hơi sớm quá nó hơi héo ha. Héo thơm. Nước gà nước thấm vô với gà nước rồi thấm vô cái tấm mỡ là ngon cá. Quá thơm lắm, tấm mỡ ngon thiệt luôn á, chua chua ngọt ngọt mặn mặn béo béo. Để gấp cho anh Trường cái càng này mới được thôi, tùy lắm anh bắt cua cầm vào thưởng thưởng cho anh cái càng cua càng cảm ơn thôi đừng. Chứ mình cũng thích cái càng lắm mà cắn không có gà không có bởi không, bây giờ anh nhờ anh càng à. Thôi đừng nhờ. Vì quá giòn luôn á. Bạn mới mình làm món cua găng me nãy vừa ăn quá. Đây. Gấp cho bên đây. Một con cua. Rồi, cảm ơn. Mình tới mình gấp con cua này dễ ăn. Mềm. Rồi vô cái nữa nè. Hết luôn nha. Hết luôn. Hết luôn rồi mình dọn dẹp cái đi rồi. Nè, đúng rồi, 1 2 3. Vô. Chấm luôn nha. Không ai lao nữa. Cứ chấm được. Vậy xong này mình cứ la lả đi. Về gũ dao phải là gũ dao này ra. Ra. Uống nhiều hơn sớm đó la. Mình la làng quá ta la. Uống ở gì uống nhiều thì ít, của bác la thì nhiều vậy đó.
Mồi bữa nay mồi nào cũng ngon vậy, không biết ăn mồi nào. Còn cái đùi ớt coi. Nè. Vô. Đây. Trời ơi, bên đó ăn ớt mạnh mạnh tôi đi. Rồi, để không ra cái đùi. Ăn nguyên con luôn, không có gấp nữa con được. Mình ăn cộng hàm. Mình ăn cộng hành. Quên cộng dụng có cộng hành không? Không có, mình ăn cộng hành là có hành chợ mình ăn. Đây, gấp nào. Cái đùi đi. Cái bọng. Phải cái bọng mà. Nó lên ngán đó. Ngán hết đó. Đấy. Ai chơi chịu chứ. Phải cái bọng. Bọng bằng ngon ha. Chuột vậy. Phải ăn cái này.